thử không ăn một ngày, hay là chúng ta chỉ bỏ một bữa ăn thôi. Cái lúc đó là Phật giáo tranh đấu, cho nên bây giờ nữa mấy thầy phát động cái phong trào tuyệt thực. Thì lúc bây giờ nữa tôi cũng tình nguyện tuyệt thực thử một ngày. Thế là tuyệt thực một ngày không ăn. Nhưng mà một ngày không ăn đó, thì quý vị thấy chúng ta cảm thấy như là cái cơ thể chúng ta nữa, không thể hoạt động được. Đây là trên lúc được. Nhưng mà hòa thượng suốt tuần lễ tôi thấy ngày không ăn, đó là một cái việc quan trọng. Rồi cái khi mà ngài từ thiêu, hòa thượng Trí Hữu thì chỉ đốt một ngón tay thôi, tôi đã sợ rồi. Bây giờ hòa thượng Quảng Đức đó lại đốt toàn thân cháy như một ngọn đuốc như vậy, mà ngài vẫn ngồi tĩnh để chờ cho ngọn lửa tàn đi. Cho nên đây là làm cho tôi vững cái niềm tin ở Phật Pháp. Cho nên nhờ các bậc thiện tri thức như vậy mà khơi dậy niềm tin cho tôi. Từ chỗ đó mới có một cái nỗ lực tu hành. Và nỗ lực tu hành nữa, thì lúc bây giờ từng bước đó, chúng ta mới nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Cho nên trí chúng ta nó sáng lần ra. Ở bước đường tu chúng ta, trí chúng ta sáng lần ra thì nghiệp chúng ta nó nhẹ lần. Cho nên lúc bây giờ đó tôi mới bắt đầu thử nhịn đói một ngày, nhịn đói hai ngày, nhịn đói ba ngày. Nhưng mà nhịn đói tới ngày thứ tư thì thiệt ra tôi không cảm thấy đói. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái đời sống bình thường của một con người là như thế. Nhưng mà nếu có một cái lực vô hình nào đó, ở đây ta gọi là lực gia trì của chư Phật, thì cuộc sống này có thể thay đổi. Cuộc sống này có thể thay đổi, tâm lý chúng ta có thể thay đổi, và đời sống vật chất chúng ta cũng thay đổi theo với cái niềm tin và cái hành đạo của ta. Đó là ở trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm tôi. Cho nên lúc bây giờ niềm tin của tôi vững chắc ở trong đường đó. Tôi nghĩ nếu hãy sống thì chúng ta nguyện hiến thân này cho đạo, và chết thì chúng ta lại tiếp tục hành đạo. Tại vì tin có Đức Phật gia trì cho nên chúng ta không thấy sợ. Nhờ như vậy mà vượt qua hết tất cả các cái chướng duyên để làm đạo. Đây là kinh nghiệm của riêng tôi mà muốn chia sẻ với quý vị nhân cái ngày Phật đản. Thì từ cái chỗ góc độ này mà chúng ta nhìn về Đức Phật, ta nhìn về Đức Phật Thích Ca trên lịch sử, thì chúng ta thấy tất cả những cái gì ngài dạy chúng ta thì những cái điều đó ngài đã trải nghiệm. Đã trải nghiệm ở trong cuộc sống của mình, trải nghiệm trong những kiếp về trước, hay là trải nghiệm ở trong kiếp hiện tại. Cho nên cái khi mà ngài sanh ra, ngài làm con người, ngài là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà ngài không giống ở những người khác. Tại vì không giống ở người khác này cho nên ngài mới là Phật, hay là ngài mới thành Phật. Chúng ta nhìn thì chúng ta thấy vậy. Tức là ngài làm con người nhưng mà không giống như những người khác. Không giống ở chỗ nào? Tức là không giống ở cái chỗ cấu trúc cơ thể của ngài. Cho nên cấu trúc cơ thể của ngài, ngài có một cái sự cấu trúc cơ thể tuyệt hảo, tức là hoàn thiện. Cái cơ thể của ngài được hoàn thiện nhất, hay nói cách khác là tốt nhất. Cho nên ngài có một cái sức khỏe phi thường, ngài có một cái ngoại hình cũng tuyệt hảo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên dầu nói gì đi nữa đó, ta cũng nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta là một con người mà tuyệt hảo, có 32 tướng tốt,
80 vẻ đẹp, nhìn ở khía cạnh nào chúng ta thấy cũng tuyệt vời. Rồi kèm theo một cái sức khỏe kỳ diệu. Cái sức khỏe kỳ diệu bảo rằng một cây cung đồng mà phải 36 lực sĩ khiêng mới nổi, Ngài chỉ dùng một tay nhấc lên và bắn đi được một phát, nó xuyên cũng được tỷ trong đồng. Đây là cái trường hợp thái tử. Cái cây cung đồng để thờ ở trong miếu để tiêu biểu cho quyền uy của dòng họ Sakya, nhưng mà phải 36 người khiêng mới nổi. Bây giờ một mình thái tử, một tay cầm cung, một tay cầm tên và bắn được. Cho nên đây cái sức khỏe này. Cho nên cái cấu trúc cơ thể như vậy, cái con người như vậy, thì từ cái chỗ cấu trúc cơ thể này rồi nữa, chúng ta mới thấy Ngài có một trái tim rất nhân hậu. Cho nên trái tim rất nhân hậu là gì? Đề Bà Đạt Đa là cái người mà bắn một con nhạn bị thương, thì thái tử Sĩ Đạt Ta mới cứu con nhạn này, đem về đất thuốc, dưỡng cho nó mạnh trở lại và trả nó trở về với bầu trời. Đây là cái tấm lòng của Ngài. Cho nên chúng ta phân biệt giữa một người ác và người thiện. Người ác là Đề Bà Đạt Đa, người thiện là thái tử Sĩ Đạt Đa. Đây giữa hai con người mà chúng ta thấy khác nhau. Cho nên cái lòng nhân hậu của Ngài. Rồi đến khi mà theo vua cha dự lễ hạ điền, ta nên Ngài mới quan sát kỹ hơn nữa. Ngài mới thấy được tất cả các loài chúng sanh vì ăn mà giết hại lẫn nhau. Tại vì miếng ăn mà chúng ta cày xới đất lên thì bao nhiêu côn trùng phải chết, và bao nhiêu côn trùng bị bốc lên đây thì chim họa tới bắt để ăn. Tất cả các loài tranh giành giết hại lẫn nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới tới một cái cây xoài. Ngài liền ngồi xuống đó, Ngài nhập định. Cho nên Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài nhập định. Thì khi mà Ngài nhập định thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nhận ra được cái tiền kiếp của mình. Đây là trên bước đường. Cho nên khi mà Ngài ngồi yên trở lại thì lúc bây giờ đó, Ngài nhận ra được cái tiền kiếp của mình là một Đức Phật sanh lại trên cuộc đời, hay là một vị Bồ Tát, một Đức Phật vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời. Cho nên từ cái chỗ đó mà gợi cho Ngài có cái ý muốn xuất gia và muốn thực hiện cái hoài bão của mình là làm hộ Phật ở trên nhân gian. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Ngài dạy trong Kinh Pháp Hoa, Ngài bảo rằng có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ, thì lúc bây giờ ta ngồi yên trở lại đó, thì cái nhân lành ở trong quá khứ này tự bộc phát lên. Và nên tất cả các Phật tử chúng ta hiện diện trong đạo tràng hôm nay, quý vị nhớ về thực tập xem. Cho nên người nào có căn lành trồng ở các Đức Phật ở trong quá khứ rồi nữa, thì bây giờ chúng ta ngồi yên lặng. Yên lặng tức là đóng kín sáu căn chúng ta lại, không cho tiếp xúc với sáu căn bên ngoài. Thì lúc bây giờ Đức Phật mà chúng ta đã trồng căn lành ở Ngài, Ngài liền xuất hiện ở trong lòng chúng ta. Dù có Đức Phật trên cuộc đời hay là không có Đức Phật trên cuộc đời, thì Đức Phật đó vẫn xuất hiện trong lòng. Cho nên thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cây xoài, lúc bây giờ đó là Ấn Độ chưa có đạo Phật, nhưng mà Ngài ngồi yên ở dưới gốc xoài, thì lúc bây giờ Đức Phật đã xuất hiện ngay trong lòng của Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta sanh ra, chúng ta không gặp Đức Phật trên cuộc đời này, nhưng mà nếu ta đã trồng căn lành ở Đức Phật ở trong quá khứ rồi, hay là chúng ta đã từng trồng căn lành ở Đức Phật Thích Ca mấy ngàn năm về trước rồi, thì bây giờ chúng ta ngồi yên lại thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trong
trong lòng mình. Đây là những người có căn lành. Cho nên những người tu theo kinh Pháp Hoa là chịu trách nhiệm cái điểm này. Cái người đầu tiên trách nhiệm có kết quả là ai? Tức là Trí Giả Đại Sư. Cho nên Trí Giả Đại Sư ngài mới nghĩ rằng ngài đã trồng căn lành ở trong hội Linh Sơn của Đức Phật Thích Ca, cho nên ngài sanh ra cách Đức Phật Thích Ca 1000 năm. Nhưng mà khi ngài tụng kinh Pháp Hoa, ngài ngồi yên trở lại, tức là nhập định tụng kinh vô ngôn, thì lúc bây giờ đó ngài thấy Đức Phật xuất hiện ngay trong lòng mình và thánh chúng cũng xuất hiện ngay trong lòng của mình. Đây là người có trồng căn lành. Cho nên người này tu thì sẽ có kết quả dễ. Tất cả các Phật tử chúng ta ai tụng kinh xong rồi ngồi yên trở lại, để chừng 5-10 phút tĩnh tâm, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện ở trong lòng chúng ta, các vị Bồ Tát xuất hiện trong lòng chúng ta, thánh chúng xuất hiện trong lòng chúng ta, thì chúng ta biết mình đã có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nên chắc chắn dù khó khăn gì chúng ta vượt qua được. Kinh nghiệm tu tôi thấy cái này rất là rõ. Còn ngược trở lại, tôi có những người bạn đồng hành, đồng tu nhưng mà lại không có cái triệu chứng này. Cho nên tôi nói là thầy không có trồng căn lành trong quá khứ, cho nên thầy tu khó khăn hơn. Nếu mà không nỗ lực tu thì chắc chắn nó không thể nào hoàn tất cái sự nghiệp của mình làm người tu. Thì cái người bạn của tôi đồng tu đó tụng kinh thì vẫn tụng, nhưng mà ở trong giấc ngủ thì thường thấy mình đi làm cái nghề chài lưới. Tôi nói là sư huynh đời trước đã từng đi chài lưới rồi, cho nên bây giờ trong giấc mơ mà lại cái tiền kiếp nó hiện ra. Nếu ta đã từng nghe pháp ở các cái pháp hội đạo tràng thì bây giờ nữa trong giấc mơ chúng ta sẽ tham dự vào các cái pháp hội đạo tràng của chư Phật, của Bồ Tát. Nhưng mà trong những kiếp quá khứ chúng ta đã từng làm các nghiệp ác đó, thì lúc bây giờ trong giấc mơ chúng ta các nghiệp ác hiện ra. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, tự kiểm lại chúng ta thấy trong giấc mơ chúng ta thường thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy đi chùa, nghe pháp, hay là chúng ta thấy ta làm những chuyện ác trên thế gian. Đó là tốt nghiệp chúng ta, tốt nghiệp ác hay là thiện của chúng ta. Mà người có căn lành, tức là tốt nghiệp thiện hiện ra, thì cái chuyện tu chúng ta dễ. Còn nếu tốt nghiệp ác ấy, thì quả báo tới với chúng ta. Cho nên ta tu mà nó không bao giờ để yên cho chúng ta tu. Cái nghiệp chúng ta nó không để yên cho chúng ta tu. Cho nên ta gặp hết cái khó này tới cái khó khác, thì tới cuối cùng ấy, chúng ta phải bỏ cuộc mà thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta nhờ cái căn lành của ngài quá lớn, ngài đã một Phật hiện rồi, hiện lại, cho nên trong lòng của ngài là Phật. Cho nên trong tâm của Thái tử Sĩ Đạt Ta đã có Đức Phật. Cho nên có Đức Phật ở trong lòng, cho nên lúc bây giờ mới có một sức khỏe kỳ diệu như thế. Cái sức khỏe kỳ diệu này đó, ngài nói với ta thế nào? Sở dĩ tôi có một sức khỏe tốt như vậy là trải qua nhiều kiếp nhiều đời, tôi chưa từng sát hại bất cứ chúng sanh nào hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đời nay chúng ta sanh ra ăn uống đầy đủ, sống đầy đủ, nhưng mà ta luôn bệnh hoạn, ta luôn đau yếu, thì tại sao vậy? Tốt nghiệp đời trước chúng ta đã từng làm việc ác. Cho nên Đức Phật bảo rằng ngài vì tốt nghiệp đó không bao giờ làm bất cứ việc ác nào hết, không làm việc ác nào hết. Cho nên trong cái kiếp này ngài có một cái sức khỏe rất kỳ diệu, mà chính cái sức khỏe đó, đó làm cho ngài tu hành đắc đạo. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ta tự kiểm lại cái cấu trúc cơ thể, cái thân chúng ta đó, mà chúng ta biết được người nào có một cái cơ thể khỏe mạnh, ăn uống đơn sơ nhưng mà không bệnh tật, thì cái người đấy giúp cho họ cũng có được cái phước đó. Mà chính cái phước đó nó giúp cho chúng ta tu được. Đức Phật Thích Ca trọn lành là nhờ cái phước đó. Cái việc thứ hai nữa là gì?
Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này là tiêu biểu gì? Ngài bảo rằng đấy, trải qua nhiều kiếp nhiều đời, Ngài không bao giờ có tà hạnh. Cho nên không bao giờ có tà hạnh, cho nên sanh ra là có một cái cơ thể hoàn hảo như vậy, có một cái vẻ đẹp như vậy. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sanh ra thì người mắt lé, người thì mũi xịt, người thì tay chân cong quẹo, người thì sức môi hở hàm ếch. Đây là gì? Tức là do tốt nghiệp chúng ta, do tốt nghiệp chúng ta, do nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói hung ác. Cho nên sanh ra trên cuộc đời này chúng ta có một cái giọng nói, có một cái ngoại hình, có một cái dáng vẻ ai thấy cũng khó chấp nhận được. Đây là trên bước đường tu. Còn Đức Phật Thích Ca trải qua nhiều kiếp nhiều đời, Ngài chuyên hành thập thiện. Cho nên Ngài hành thập thiện, cho nên thân của Ngài, miệng của Ngài và tâm của Ngài nó như thế. Cho nên một cái cấu trúc cơ thể hoàn thiện như vậy thì cái vấn đề quan hệ với chư Phật, cái chuyện này dễ dàng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói, ví dụ như quý vị có một cái tivi hoàn hảo, thì lúc bây giờ để chúng ta bắt được tất cả tín hiệu của toàn cầu. Đây là cái chính. Còn nếu mà cái tivi chúng ta nó không hoàn hảo thì có lúc nó chập chờn, có lúc chúng ta thấy hình, có lúc thì chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta bị nhiễu sóng, thành ra thấy. Cho nên trong lúc đó, tại vì cái cơ thể chúng ta không hoàn hảo, cho nên Đức Phật không gia bị tới cho ta được. Cái tivi chúng ta không hoàn hảo, cho nên cái làn sóng điện không thể truyền tải tới được. Đây là trên bước đường tu. Mà bây giờ nếu ta không nhận được tín hiệu thì quý vị tu bằng cách nào đây? Thành ra Đức Phật khuyên chúng ta, nếu không nhận được tín hiệu thì ta tìm những cái tivi mà có tín hiệu đó ta coi nhờ. Ta phải coi nhờ chứ. Cho nên ta không thể ngồi thiền, ta không thể đắc đạo, ta không thể thấy Phật, thì lúc bây giờ ta nên nghe qua một người ngồi thiền được, một người thấy Phật được, một người có cái tâm sáng được, mà họ nói lại cho ta nghe. Đây là trên con đường tu, kinh nghiệm tu. Cho nên cái cầu thiện tri thức, cái vấn đề này quan trọng. Văn Thù Bồ Tát khuyên thiện tài đồng tử nên cầu thiện tri thức, không biết mệt mỏi thì lúc bây giờ đó anh cũng có thể biết được những cái việc mà của chư Phật, của các vị Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu. Ta không tự biết được thì ta nhờ thiện tri thức mà làm cho chúng ta biết được. Ta không đắc đạo mà nhờ nhìn thấy người khác tu có kết quả đắc đạo, cho nên lúc bây giờ chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo. Cho nên trên cái bước đường tu hành riêng tôi thì cứ nghe chỗ nào có những người tu cao, học giỏi, đắc đạo thì tôi tìm tới để thân cận, cúng dường và tu học. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái con người của Thái tử Siddhartha nó hoàn hảo như vậy, do đó mà Ngài chỉ ngồi ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày tư duy thì Ngài mới bắt được hết tín hiệu của chư Phật trong mười phương. Cho nên cái thời gian tu của Ngài rất ngắn, chỉ có 6 năm thôi. Cho nên chỉ có 6 năm mà gạn sạch được cái nghiệp trần ai trong kiếp này. Cái nghiệp này là gì? Tức là cái nghiệp làm thái tử của Ngài. Cái nghiệp làm thái tử, cái nghiệp sanh vào trong hoàng cung, cái nghiệp mang thân tứ đại ngũ uẩn này, mang cái nghiệp mà của dòng họ, của tổ tông. Cho nên tất cả những cái nghiệp này trong 6 năm đó Ngài hoàn toàn phủi sạch. Cho nên phủi sạch hết tất cả cái này, không còn cái dấu vết nào trong lòng của Ngài. Cho nên trong lòng của Ngài mới hoàn toàn thanh tịnh. Cái khi mà thanh tịnh như vậy thì Ngài mới tới Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi đó tư duy trong 49 ngày
thì chư Phật ở trong mười phương đều hiện ra trong trong tâm trí của Ngài. Cho nên lúc bây giờ tâm của Ngài thanh tịnh và trí của Ngài sáng suốt, hội nhập vào trong trong thế giới của chư Phật. Đó là gọi là thành đạo. Đó là Đức Phật thành đạo. Cho nên người Thái Lan thì nghĩ rằng từ khi thành đạo mới gọi ra là Phật. Cho nên người Thái Lan không thờ Đức Phật sơ sanh giống như ta, không lại Đức Phật sơ sanh giống như ta, nhưng mà lại lại Đức Phật ngồi ở Bồ Đề. Đây là cái điểm đặc biệt. Nhưng mà người ta không lại Đức Phật sơ sanh mà ta lại Đức Phật Bồ Đề, thì như vậy đúng hay sao? Thành ra đối với tôi thì người thấy Đức Phật ở Bồ Đề thì lại Bồ Đề cũng tốt. Nhưng mà người thấy Đức Phật ở trong con người của tượng sơ sanh mà lại Đức sơ sanh tốt, nên là cái nào tốt hết. Chứ chúng ta không nên lấy cái của mình mà áp đặt cho người khác. Người khác có cái thấy của họ và ta có cái thấy của ta. Cho nên đây ta gọi là Bồ Tát Đa Hạnh. Nhưng mà thấy Đức Phật ngồi Bồ Đề đạo tràng thành đạo đó thì dễ thấy Phật hơn. Còn thấy Đức Phật ở trong một hài đồng ấy, thì này rất khó. Ta nên nhìn một hài đồng mà thấy Đức Phật ở trong đó thì khó. Ta nên ai mà thấy được Đức Phật hài đồng? Đây là Tiên A Tư Đà. Ta nên Tiên A Tư Đà tu ở trên núi tuyết cho đến 120 tuổi. Ông già như thế đó, trải qua thời gian tu lâu như thế, cho nên lòng ông sáng lên, lòng sáng lên cho nên mới nhìn thấy trong trong một hài đồng có một Đức Phật trong đó. Hay nói cách khác đi là nhìn thấy cái ông Phật ở trong tâm của Thái tử Siddhartha. Đây là trên bước đường. Thế nên ta tu Đại Thừa thì khác hơn Nguyên Thủy ở chỗ đó. Thế nên ta không thấy Đức Phật ở bên ngoài, nhưng mà ta thấy Đức Phật ở trong tâm. Cho nên tất cả mọi người trên cuộc đời này, các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này làm đủ hết tất cả các ngành nghề, nhưng mà nếu họ có cái Bồ Đề tâm, có Phật bên trong, thì lúc bây giờ chúng ta thấy thấy Đức Phật ngay trong tâm đó. Cho nên người Việt Nam chúng ta mới thấy thấy Đức Phật ở trong tâm của bà Thị Kính, do đó ta có Quan Âm Thị Kính. Thấy Đức Phật ở trong tâm của bà Diệu Thiện, cho nên ta có Quan Âm Diệu Thiện. Và xa hơn nữa đó, chúng ta thấy có những người ở trên trần gian này mà họ có một cái tâm tốt như một Đức Phật nào đó, thì chúng ta liền nghĩ ngay tới Đức Phật đó. Đức Phật đó trong tâm của con người, cho nên chỗ này chúng ta gọi là Phật tâm. Vì vậy đó mà chúng ta mới thấy có Đức Phật ở trong tâm của Thái tử Siddhartha. Thì từ cái chỗ Đức Phật ở trong tâm Thái tử Siddhartha cho nên nó mới có Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu không có Đức Phật trong tâm của Thái tử Siddhartha thì Thái tử không thể ngồi Bồ Đề Đạo Tràng mà thành Phật được. Và nếu không thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng và không nhập diệt ở Sa La Thân Toàn thì ngày nay Đạo Phật chúng ta không truyền bá rộng rãi trên khắp năm châu bốn biển. Nếu Đức Phật còn sống, sống cho tới bây giờ nữa, thì Ngài đi được bao xa? Nhưng mà Ngài nhập diệt rồi thì lúc bây giờ đó Ngài mới đi vào trong tất cả những người có niềm tin ở Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên pháp thân của Đức Phật thì không đâu mà không tới, tức là nó siêu thời gian và nó vượt không gian. Nó vượt không gian, nó siêu thời gian. Cho nên chúng ta cách Đức Phật đến mấy ngàn năm, mà ngày nay có hàng tỷ người ở trên thế giới này đó, nghĩ tới Đức Phật. Thì người nào nghĩ tới Đức Phật đó, thì Đức Phật đều có tới với người đó. Cho nên người đó họ mới nghĩ tới Đức Phật của hành. Cho nên ở với Phật giáo chúng ta bất tâm đó, thì chúng ta mới nói có cái là thiên gian hữu thị, thiên gian nguyệt. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà ở đây đó có bao nhiêu người tin Phật thì trong tâm của bao nhiêu người đó đều có Đức Phật hết. Đây là trên bước đường tu.
Cho nên Đức Phật không phải của riêng ai, mà Đức Phật cũng riêng cho tất cả mọi người có niềm tin. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nhân cái mùa Phật đản này, tôi gợi một số những ý như vậy. Và tôi mong tất cả quý vị, ai đã có niềm tin ở Đức Phật rồi thì cố gắng nuôi cái niềm tin đó và giữ mãi ông Phật ở trong lòng mình, cho lòng mình sáng lành lên, cho tới một khi nào đó đầy đủ phước đức và nhân duyên thì mình cũng ngồi Bồ Đề phá ma quân và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Thích Ca. Nếu làm như vậy thì mình mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lợi lạc ngàn sâu, đạo Phật là nguồn tuệ châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian.